Chào các bạn, hôm nay mình hơi buồn về ứng dụng Cola. Đây các bạn thấy gì chưa? Nó chấp nhận cho mình được 100 duy nhất và nó từ chối đến 3 lần. Nó từ chối đến 3 lần. Mình không hiểu vì sao nó từ chối trả thẻ cho mình. Mình đã gửi mail cho Cola rồi và đang đợi bên Cola nói một tiếng gì đó. Nếu mà Cola nó trả lời với mình là bạn chia sẻ sai cách hay là bạn không được chia sẻ rồi kiếm thẻ cào là mình sẽ cho ứng dụng này về luôn, là có nghĩa là mình sẽ làm một clip nói xấu về ứng dụng này, không phải nói xấu nữa tại vì nó không có tốt nên là mình phải làm ứng dụng vậy. Hiện tại thì mình đang duyệt thẻ đây, lịch sử trả thưởng đó. Còn về phần điểm thì mình vẫn còn 10.000 điểm mời bạn bè. Rất là buồn. Đã gửi email rồi. Nhận thẻ nó chỉ cho mình một cái thẻ duy nhất đây. Cái thẻ này. Ơi chết. Cái này nguy hiểm quá. Tại vì mình chưa nạp. Ui 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 ui. Nó giỡn á. Nạp rồi. Rồi. Đó, giờ lịch sự trả thưởng là mình đã đổi 3 lần nè, nó từ chối nè, nó từ chối nè, nó từ chối nè, ngày 25 nó từ chối nè, 25 là mình đổi hai cái mà nó từ chối. Thì mình đang gửi mail cho nó. Bây giờ đợi nó trả lời thôi, có ai có ý kiến gì về ứng dụng Cola có gì comment ở phía dưới cho mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, mình sẽ làm video vào lúc khoảng tầm 8 giờ tối. 8 giờ tối thì mình sẽ làm về những cái ứng dụng mới hoặc là những ứng dụng game, tại vì còn nhiều ứng dụng khác nên là mình chưa có thời gian làm được. Các bạn muốn mình làm về ứng dụng nào thì có gì comment ở phía dưới thông tin phía dưới rồi có gì để mình làm ứng dụng đó cho các bạn xem nha. Còn đây là ứng dụng Cola đọc báo đó, thì hiện tại là mình không có đọc báo, ít đọc báo lắm, mình chỉ chia sẻ ứng dụng này đến mọi người thôi. Mà đổi thẻ lại bị từ chối đổi thẻ. Rất là buồn. Thôi buồn cũng kệ, mình đã gửi mail rồi, đợi bên Cola họ trả lời xong thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Có gì nhớ đăng ký kênh của mình và bấm like giùm mình một cái thôi. Rồi chào và tạm biệt các bạn.